Sáng ngày 8 tháng Giêng năm 2020, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2020. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự cùng Chư tôn đức Phó chủ tịch, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các ban, viện trung ương cùng toàn thể ban trị sự, thường trực các ban, phân ban trực thuộc và 24 ban trị sự quận huyện về tham dự. Thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm và là giáo hội cấp tỉnh thành đi đầu của cả nước về nhiều mặt. Trong năm 2019, Phật giáo thành phố đạt được nhiều thành tựu Phật sự nổi bật, từ tăng sự, đào tạo tăng ni, từ thiện xã hội, cho đến xây dựng các cơ sở tự viện, học viện Phật giáo có quy mô, để lại dấu ấn lớn cho Phật giáo, xứng với tiềm năng của thành phố năng động. Tại hội nghị, Trung ương Giáo hội đã tặng bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban trị sự, Ban từ thiện xã hội, tặng bằng công đức đến 11 ban chuyên môn trực thuộc và báo giác ngộ, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban trị sự Phật giáo thành phố cũng đã tặng bằng tuyên dương công đức đến 40 tập thể là các ban, giáo hội, trường Phật học và cơ quan báo chí trực thuộc. Dịp này, Ban Tăng sự Trung ương đã công bố danh sách chư tăng ni tại thành phố được tấn phong giáo phẩm. Theo đó, có 8 vị được tấn phong giáo phẩm hòa thượng, 50 tấn phong thượng tọa, 12 ni trưởng, 79 ni sư. Trưởng lão Hòa thượng đệ nhất Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh đã có lời chúc mừng trước toàn thể hội nghị. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự phát biểu tán dương Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong vai trò lãnh đạo Giáo hội thành phố trở thành nơi điển hình nhất của Giáo hội cấp tỉnh thành với nhiều thành tựu và sự uyển chuyển, linh hoạt, kỷ cương trong sinh hoạt. Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cũng bày tỏ niềm hoan hỷ và mong Phật giáo thành phố tiếp tục tinh thần Phật sự như đã và đang thực hiện để có thêm nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Sáng cùng ngày, trong tinh thần mang niềm vui đến với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, tại Việt Nam Quốc Tự, chùa Phật Cô Đơn và chùa Phổ Quang trao 3.000 phần quà Tết với kinh phí 2,1 tỷ đồng.